và một lần nữa thì đến và làm chương trình với tôi. Luôn trong tiếng chuyện là mời đến bàn thử công việc quan khách của chúng ta, cô đang đứng ở ngoài hôn trường cưới hay là còn đang ngồi ở bàn nước bàn chè, thì chúng ta hãy cùng nhau di chuyển vào bên trong hôn trường cưới và chúng ta hãy cùng nhau chọn cho mình những bạn ngồi và những chỗ ngồi yên ý và đẹp nhất, và chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức các món ẩm thực của gia đình đã chuẩn bị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và toàn thể công việc quan khách nào của chúng ta đã ngồi vào trong mâm hôn trường cưới rồi, thì chúng ta hãy kiểm tra trên bàn cơm của mình còn thiếu những món gì hay những dụng cụ gì, hãy liên hệ với đặc biệt của gia đình chúng tôi. Và một lần nữa thì nhất là chương trình của chúng tôi muốn trân trọng kính mời và thân ái kính mời tất cả quý vị chú thính lại của mẹ tiến đồng hạt sương sau lầy của mẹ thơ tương máu khỏe sò tàng nà chú hơn sáu mươi phủ bên phú bên gia phủ bên tà bên nai phủ bên ải bên êm bên chính khuyên xá bản tẩy mơi lát nóng thành liền phủ nhích trần xuân thường bó cai phủ trai trần xuân thường bó to làng mà thân hình học hạt hống cuồng ban lòng và chú mơ là sò lạc hoa vần nỉ là một tòa lăng áo chào co cỡ tương máu khỏe sò mơ của mẹ tiến đồng chú thính lại của mẹ quý nòng hạt sương tôi vừa mi nó chẳng đi ngang nói với đàn hỏi có mẹ của cái hỏi lấy mẹ cửa mù hỏi khô phụ già kịp thầu xin bì hĩ làng mà xin hạ bì nhất đáng ép sự sàng lưu phổ nhưng xin bếp bì phổ chắc sụp bên cầu lưu phổ trai xin cầu bì nhất đáng bày ép nghe ở đâu hòa quang nghe thẹn có cuống có trắng bò bàn nặng chưa ép thân mương có đắc sự bàn nặng tăng bày nghĩa vụ bò cần ở lại bì trước ở cắn diệt chu thu cần ở lại bì trước ở cắn diệt báo cánh xào bên chu cháu mi quang trào bên báo cánh xào cháu mi quang hen chưa bò cắn tàu phồng lành chim bánh cắn tàu phồng lón chưa khay ải cánh nong sòng phái mất trời tè na sương mây chưa khay trò chưa ó nà bạc cưới hai đeo khỏi sòng mây của mẹ bị đỏng hao hãy giúp cho nọ hồi trường cưới họ cắn thấm na phồng phát lòng hao lửa bón nằng chọt trái trầu khái kẹp chén lẩu kiếp chẹp trông mơ ngàn sò lán hao nỉ là mừng ta lang áo chó con với từ đấng máu khỏi sòng mây và khỏi sòng mây tinh lại tinh bò tinh mẹ chưa phụ chưa côn trên nền nào trên nào có mấy pin nào ải em trên tinh lại có mấy pin nào hoạt sương ở cửa sau trên hoạt áo trường bản nó phủ chà ly hương bi thứ nó phủ chà vàng trên phủ trang cánh xả gáy bản mắt ướn mắt tòm sau trên tâm ý trang dòng sống được từ mấy năm tiền sau trên tâm ai thành liền tuổi sóng sao sàn sao cửa bàn nỏ nam trèo khẩu lằng phú gia bàn nay có phái chưa hơn có dây kín có bản tập xuống có hát lại lái tì như lái khẩu lẹt chẹp ngang có hát phải lên bắt chăm nhằm nằm bột phún có hát bún nà bình tà lướm bún pha lướm bồn luông chẳng ót xình lầy luôn nòi ỏi hạt phân phanh từ khi bần tàu cậu bần tìm khi thuyền chẳng ót mới kín khẩu cậu bần phạt chẳng ót mới kín nôm chưa năn có chẳng liêm chẳng trùng mê chẳng sùng chẳng nhớ tiếng lưu chẳng sùng tiếng tà chẳng mả tiếng bò tiếng nghề hà hương phủ trai lò cởi xin sàm chẳng hồ tát tí phủ những lò cởi xin xí chẳng hồ tát hùm lại hướng tông sao xí tát tí lại tí nòi ỏi lẹp sao sòng phòng nương trắng trang có hay lô mà phòng nương trắng trang có phải na lùn nòng chưa năn thưởng đưa phục phong cái đứng cửa bắt hùa lưng ta cửa bạc bá lâm lầy vẫn phải nặng mềm quấn quan mang ngẳng đá chu cho bà điển cho bần hài sọn phải tà mi cắn trở nên kinh kiểu để con chu để hoa để phương trai đang xứ hạ ầu để con báo con xào như các thiên sứ hơn hà rào chưa năm cũng lại sọc cáo sọ mơi xung ải xung êm xung bò xung mè cho phủ cho côn và cờ hảo hắn thân mạnh ơ cho đề bản cả mắt tướng chào bàn sẽ cắn mương hoặc mắt tướng chào hồ hồ lầu đánh ca phải cả hở mắt tướng màn phòng hồ lầu rú nóng rú na mi pá tổ màu riêng đu tàu hở nhắn súng dao hồ lầu hay mi bao ta để bao phủ chào bàn hồ lầu hay mi làn thả mi làn phủ bóc băng nghe hô trên sang lầy cây sang bên các thuyền sờ lầu các thảo xìa ăn lì ăn chăn nơ thảo hàn xiềng sáu nơ bò mê pin nòng nơ giờ hơn cái đất tập thể quý vị thân mến và ngay giây phút tại đây anh Tuyên xin được trân trọng kính mời tập thể quý vị quan khách của chúng ta hãy cùng nhau bỏ những chén rượu và những đôi đũa của mình xuống và chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía cổng diễn hội và chúng ta hãy cùng nhau nở một tràng vỗ tay thật to thật rộn rã để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chú rể Văn Mần và cô dâu Tú Kiều. Và ngay giây phút ngày đây anh Tuyên xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Mần hãy nắm chặt tay của cô dâu Tú Kiều. Chúng ta hãy cùng nhau bước lên sân khấu để chúng ra mắt với tập thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Cái đất tập thể
quý vị thân mến, và trên sân khấu chúng ta đã có đầy đủ cô dâu và chú rể và hai bên gia đình. Và ngay giây phút này đây, anh Tiên xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Mừng và cô dâu Thu Kiều và hai bên gia đình của chúng ta hãy cùng nhau cúi thật sâu để cho đón tập thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu của chúng ta đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là chú rể Văn Mừng sánh duyên cùng cô dâu Thúy Kiều của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin ra mắt đến tập thể quý vị, và quả thật đúng là yêu và được yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời một con người, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Cũng như cầu vồng thì bắc qua cơn mưa, tôi luôn tỏa ánh sáng hào quang, như có tình yêu cao sang, tình yêu mạnh mẽ, dù ngày mai còn gian nan vất vả, các bạn trẻ của chúng ta đã không ngại bước qua mọi tình bạn chân chính, và để rồi bái bước đến một tình yêu chung thủy. Và trở về ngày hôm nay đây, anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, với mình rồi lại với ta, tròn xanh đôi đứa mặn mà thông ra, tình yêu đôi bạn đẹp như là ánh bình minh. Xin vâng, với tất cả quý vị thân mến, và được sự đồng ý của hai bên gia đình và được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sở tại, hôm nay ngày 6/11/2021, tức ngày 2/10/Tân Sửu, MC Anh Tiên là người kết nối chương trình này, xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chú rể Văn Mừng sinh duyên cùng cô dâu Thúy Kiều xin phép được chính thức. Một tràng vỗ tay thật to, chỉ ra 1 tỷ đồng nữa tập thể quý vị ơi. Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, cái đó là thể quý vị thân mến, và ngay giây phút ở đây thì anh Tiên xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của cùng nhau tay trong tay rất là khác biệt tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, cái đó là thể quý vị thân mến, và có thể đó là em thiết chén rượu này, anh chịu uống mà lòng đã say, nếu em là chén rượu say cho anh chịu uống để say. Chưa thích lại bà mẹ bên nào hát sương vì tệ cử vì ý vì lại thuế của mẹ phi nào ngơi mình ý nào của mẹ phi nào hâu và cử bớt bịa bác càn mấy ít mắc muôn bớt chôm phở chôm cười tòi tư hân tư giàu của bà mở cái ní tăng phú tăng giá hâu ở vì thức xóm tăng xóm mơi xung của mẹ phi nào chén lầu bay bom nâng chạy qua của mẹ phi nào ngơi chị lại ăn nó cái ní đã khỏi là xóm mơi của mẹ phi nào hâu hâu khắm chén lầu hâu ở càn tướng khử nê xung của mẹ phi nào ngơi ở càn tướng khử nê xung mười xung ai ơi.